Ca sĩ Nguyên Vũ đáp trả khi Vương Thị Phi với con gái của nghệ sĩ Vũ Linh. Tại buổi gặp truyền thông, Nguyên Vũ lần đầu nói về việc hỗ trợ Hồng Loan làm MV xin vai trong phim truyền hình. Giúp đỡ con gái của nghệ sĩ Vũ Linh, nam ca sĩ bị cộng đồng mạng nói mượn danh Vũ Linh để được khán giả chú ý. Đáp lại, Nguyên Vũ nói, anh giúp đỡ nhiều người, không riêng gì Hồng Loan. Anh giúp con gái của nghệ sĩ Vũ Linh vì mến mộ ông Hoàng cải lương tuồng cổ. Tôi đi hát châu Âu cùng nghệ sĩ Vũ Linh, Linh Tâm và Thanh Thanh Tâm. Ngưỡng mộ các anh chị, biết Hồng Loan là con gái Vũ Linh nên tôi giúp đỡ, Nguyên Vũ nói. Vũ Linh cho biết, anh giúp đỡ Hồng Loan thực hiện MV hơn cả người thân. Nam ca sĩ còn giúp đỡ con gái Vũ Linh có vai trong Yêu Thương lần nữa. Nam ca sĩ còn giúp con gái Vũ Linh có vai trong Yêu lần nữa. Hồng Loan sau đó xin rút lui vì thấy không hợp vai. Khi bị khán giả cho rằng liên tục giúp đỡ Hồng Loan để hưởng kế tên tuổi, Nguyên Vũ nói, tôi không cần giải thích nhiều việc vì việc mình làm chỉ xuất phát từ việc muốn giúp đỡ người khác. Điều đó có thể đúng với người này, sai với người khác, nhưng tôi chỉ chọn cách đúng và hợp lý nhất. Nguyên Vũ vừa phát hành MV Ba Má Ơi Con Hứa Lấy Vợ, kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật. Sản phẩm có giai điệu vui tươi, phù hợp với không khí ngày Tết. Ca sĩ sinh năm 1975 nói dự định ra mắt sản phẩm giữa năm 2023. Nhưng lúc đó anh đang vướng tranh cãi do hỗ trợ Hồng Loan. Nguyên Vũ chia sẻ, anh không muốn bị khán giả hiểu lầm là mượn danh con gái của nghệ sĩ Vũ Linh ra mắt sản phẩm nên phải dời qua năm 2024. Năm nay có nhiều người giúp đỡ Hồng Loan nên tôi rút chân ra từ từ. Nhưng tôi vẫn hỗ trợ cô ấy, Nguyên Vũ nói. Ca sĩ Nguyên Vũ sinh năm 1975 là ca sĩ nổi tiếng Việt Nam từ những năm 1990. Anh nổi tiếng với nhiều bản hit như Dòng Sông Tình Yêu, Góc Phố Kỷ Niệm. Nguyên Vũ sau đó lấn sân sang diễn xuất, đóng nhiều phim như Đô La Trắng, Lấy Vợ Sài Gòn, Chuông Reo Là Bắn. Sau này, Nguyên Vũ được biết đến với nhiều vai trò là MC, dẫn nhiều chương trình như Hát Với Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình, Nhịp Cầu Âm Nhạc và loạt game show. Nguyên Vũ nói có thời gian anh muốn dạy nghề, dành nhiều thời gian cho gia đình, nhưng không thành vì liên tục nhận được lời mời đóng phim, dẫn chương trình.